Liên quan đến đoạn clip ghi lại hình ảnh nghi vấn cô giáo bạo hành cháu bé ở trường mầm non Ninh Khang, Ninh Bình thì nhà trường đã có báo cáo ban đầu. Trưa ngày 12 tháng 11 thì một đoạn clip trích xuất từ camera giám sát được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến các bậc phụ huynh không khỏi bức xúc. Theo đoạn clip thì một cô giáo mầm non có những hành động bạo hành với trẻ trong khu vực nhà vệ sinh. Khi sự việc diễn ra thì hai trẻ mầm non khác đứng ngoài cửa quan sát với biểu hiện sợ hãi. Điều gây bức xúc là một giáo viên khác đứng ở ngoài chứng kiến sự việc nhưng lại tỏ thái độ thờ ơ, không có bất kỳ động thái can thiệp nào. Những hình ảnh người nhà cung cấp sau đó cho thấy cháu bé nọ bị nhiều vết thương, xước sát ở vùng lưng, tay, các vết thương đều đang đỏ tấy. Theo tìm hiểu, thì đoạn clip trên xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 11 tại trường mầm non Ninh Khang thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là ngôi trường mới được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2018. Sau khi sự việc xảy ra, thì phòng giáo dục huyện Hoa Lư đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ sự việc. Được biết, bé trai trong clip là con của anh TVH và chị PTH, có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Sau khi vụ việc xảy ra, thì bé đã được bố mẹ đưa đi khám và hiện có dấu hiệu chấn động tâm lý. Hiện tại thì cháu vẫn đang nghỉ học ở nhà. Hai cô giáo xuất hiện trong clip là Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1986, người trực tiếp bạo hành cháu nhỏ, và cô Bùi Thị Mai, sinh năm 1967, người chứng kiến vụ việc. Trả lời với báo chí, thì cô Nguyễn Thị Bình, hiệu trưởng trường mầm non Ninh Khang cho biết, trường đã tạm đình chỉ hai cô giáo nói trên, yêu cầu viết bản tường trình. Đồng thời, trường cũng cử giáo viên khác đứng lớp thay. Bà Đinh Thị Bích Huệ, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoa Lư cho biết, phòng đã yêu cầu nhà trường tường trình vụ việc để xem xét giải quyết với tinh thần khách quan, minh bạch. Quan điểm của phòng giáo dục và đào tạo là không bao che và xử lý nghiêm minh. Đồng thời, đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoa Lư cùng với lãnh đạo nhà trường đã tới gia đình học sinh để chia sẻ, động viên và mong muốn phối hợp với nhà trường để làm rõ vụ việc. Chiều ngày 12 tháng 11, thì cô Nguyễn Thị Bình, hiệu trưởng trường mầm non Ninh Khang cho biết, hiện tại nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc giáo viên bạo hành trẻ nhỏ như nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội. Theo cô Bình, thì hai giáo viên lớp 2 tuổi B đã bị tạm đình chỉ công tác để tường trình sự việc. Ngay sau khi nắm được thông tin, thì trường đã báo cáo lên các cấp liên quan, đồng thời cử người đến xin lỗi, thăm hỏi, động viên phụ huynh. Buổi thăm hỏi thì có sự hiện diện của cả đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoa Lư và chính quyền địa phương. Bà Đinh Thị Bích Huệ, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoa Lư cho biết, trường cũng đã có báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình. Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Theo tường trình và báo cáo ban đầu của cô Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên lớp 2 tuổi B vì quá nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên trong lúc tắm rửa cho cháu hát, cô đã có những hành động không hợp tình hợp lý. Cháu bé mới đi học 2 ngày, vợ chồng anh TVH và chị PTH, bố mẹ cháu bé bị bạo hành cho biết, bé H mới 15 tháng tuổi, đi học tại trường mầm non Ninh Khang được 2 ngày thì xảy ra sự việc. Chiều ngày 10 tháng 11 thì khi gia đình đến đón cháu thì thấy người bé có nhiều vết thương đỏ tấy, thâm tím ở vùng mông, lưng và tay. Gia đình sau đó đã đến trường phản ánh sự việc. Khi kiểm tra lại camera giám sát thì vợ chồng anh TVH bàng hoàng khi thấy cảnh con mình bị cô giáo bạo hành. Không chỉ vậy, cháu bé còn bị dọa bắt uống nước trong bồn cầu, nhà vệ sinh. Tạm đình chỉ hai cô giáo đứng lớp. Qua bức xúc thì anh TVH đã đăng tải đoạn camera lên trang mạng xã hội và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc. Hiện tại thì công an huyện Hoa Lư đang làm việc với hai cô giáo xuất hiện trong clip và ban giám hiệu nhà trường, đồng thời sẽ làm việc với cả bố mẹ của cháu hát. Việc các bé nhỏ đi học, đặc biệt ở độ tuổi 1 đến 3 tuổi, bị chính các cô giáo chăm sóc mình, bạo hành, không còn mới mẻ, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục, tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù Cục Trẻ Em đã có những chính sách để bảo vệ quyền lợi cho các bé, nhưng vẫn còn cần hơn nữa những tấm lòng bao dung của chính các thầy cô làm nghề. Nếu đủ yêu thương thì hãy nhận, còn không thì thôi, chứ đừng mang trẻ nhỏ ra làm nơi xả giận. Trên đây là cập nhật thông tin của chúng tôi về đoạn clip ghi lại hình ảnh nghi vấn cô giáo bạo hành cháu bé ở trường mầm non Ninh Khang, tỉnh Ninh Bình. Bạn có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến trong phần bình luận ở dưới video này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.